Trở lại bản tin liên quan đến Crispy Male. Ngày qua đã có chương trình của cái nhân vật nào cũng nổi tiếng, tôi quên tên, là Megan. Ông đặt câu hỏi em Chris, bây giờ thì ông nên tranh cử identify là một cô gái đi làm Male, Phi Male. Ok, Chris Christie sáng ngày hôm nay vẫn tiếp tục sử dụng Ukraine để kiếm phiếu. Trời ơi, chưa từng có quý vị, chưa từng có một số chánh trị gia của nước Mỹ đang tranh cử mà sử dụng Ukraine, và cho rằng là tài trợ Ukraine càng nhiều thì càng có phiếu. Với tư cách là một tổng thống, tôi sẽ tăng viện trợ chiến tranh cho Ukraine. Cái nghe nè, cựu thống đốc bang Phi Male Chris Christie, ứng cử viên đề cử tổng thống cho 2024 của đảng Cộng Hành, cho biết hôm thứ Năm trong cái chương trình của Kumo của News Nation, rằng ông sẽ tăng viện trợ quân sự mà Hoa Kỳ dành cho Ukraine. Anh hai cha Chris ngồi thẩm vô với nhau và hỏi với nhau rằng một thằng là Chris Christie, một thằng là Chris Kumo. Ông là một tổng thống, chiến tranh vẫn đang diễn ra ở Ukraine, họ cần máy bay chiến đấu, họ cần nhiều tên lửa hơn. Mọi người đang quan tâm đến vấn đề tiền bạc ở nhà, trường hợp này không đúng khi họ hiểu rằng đây là cuộc chiến ủy nhiệm của Hoa Kỳ, proxy war, rằng Ukraine đang chống lại Nga trong cách một Hoa Kỳ phải làm khác đi. Ông có duy trì cam kết hiện tại hay không? Cha Chris này nói rằng tôi sẽ tăng nó là bởi vì hiện tại với chính quyền của Biden làm là cung cấp vũ khí cho họ để không bị thua. Tôi muốn có họ vũ khí mà cần để chiến thắng. Tăng đó mẹ cái bom nguyên tử đi. Bây giờ ông Ram cam kết là nếu mà tôi mà bầu tổng thống đó, mà ông dám đưa bom nguyên tử cho Ukraine, mẹ tôi bầu cho ông. Ông cam kết đi. Ông cam kết đi. Còn vấn đề nằm ở chỗ là ông múa mai với nhau. Múa mai với nhau cho vui. Đây, cho việc ngang đoạn cho nó vui, nghe nghe anh chàng bé bé của chúng ta, anh chàng bé bé. President Christie, the war is still going in Ukraine and they need more fighter jets, they need more missiles. People are carping about the money here at home. The case is iffy that they understand that this is a proxy war for the United States, that Ukraine is fighting back Russia in a way that the United States would have to do otherwise. Do you maintain the current commitment? Do you expand it or do you contract it? I increase it because right now what the Biden administration is doing is giving them just enough weapons not to lose. I want them to have every weapon they need to be able to win. And this is a proxy war not just against Russia, Chris, but as you know, it's a proxy war against China. China is funding this Russian war. Bỏ mẹ luôn. Mẹ tuyệt tình như vậy mà tổng thống bang của tiểu bang nói rằng đây là cuộc chiến proxy war, không phải là cuộc chiến chống lại Nga only, mà cuộc chiến chống lại Trung Cộng. Chống không á. Bây giờ ông hứa ông cho bom nguyên tử đi. Hứa đi. Sao mà hứa được? Nghe này nó đưa là President Christie, trời nó khoái. Trời ơi, mẹ ơi, ai mà gọi tôi tổng thống nó cũng khoái. Tổng thống Vũ Luân. Trời ơi, cái nó bệnh kinh khủng. Và đó là bản tin ngắn. Chào tạm biệt.